trước cô nói với các em là không chờ nhạc lễ. Ở miền Nam nó gọi là nhạc ngũ âm. Nhạc ngũ âm là bởi vì có 5 người nhạc sĩ. Một cái người đất hai cái trống, gọi là trống văn hình bò. Và kế đó là một cái người đánh cái mỏ sừng trâu. Rồi ngoài ra nó có một cái người đánh thanh la và chọc chỏa nhỏ thì kêu bằng chọc bạc hay là đẩu bạc. Thì đẩu là một cái nhạc cụ hình tròn bằng đồng, hoặc là cầm trên tay như mấy thầy chùa, mấy thầy sư cái tụng kinh đó thì kêu bằng cái đẩu, hoặc là để lên trên một cái phím dài hình tròn để mà đánh theo nhạc thể. Kế đó có một cái nhạc cụ nữa là cái bồng. Cái bồng hôm trước cho mấy em thấy là có một mặt mình có dây dài mà cái đích cơ nó bịt lại, nó không có dây, không có bịt bằng da mà nó bằng gỗ. Thân hình của cái bồng thì giống như là một cái hồ, giống như là một cái bầu. Rồi sau đó có một cái kè gọi là kè trung, chúng ta gọi là kè trung dâm đôi, mà cái bát kè bằng gỗ chứ không phải bát kè, không phải là dàn nhạc. Nó kêu bằng dàn nhạc lễ, là nhạc lễ của Việt Nam. Có khi kêu bằng ngũ âm, là năm cái âm đưa ra, tức là năm người nhạc sĩ đánh lên, mà cái đó gọi là phê võ. Phê võ của dàn nhạc lễ, phê văn, phê văn của dàn nhạc lễ thì gồm có bốn cái đường cò, một cái đường cò chánh, một cái đường cò lon. Một đường cò chánh thì nó lên di nghiệp, đường cò lon thì lên di thuận, đường cò kéo tre thì lên di nguyệt điều, đường cò kéo dừa thì lên di chẩn. Mà đường cò kéo dừa cũng kêu bằng đường kéo. Ở miền Bắc thì cái đường đó gọi là hồ. Cái bồng thì đánh đối vị, đánh đối vị theo cái rất là đó. Thì như hôm trước nói với mấy em đó, trong nhạc lễ cũng như là trong hai hội giữa tán là đánh thì dùng cái mé tóc cắt rồi gõ trên cái tay tóc. Trắng là hai chữ gõ, hai chữ gõ cũng được. Thì cái đó là đại khái những cái tiếng dùng là con tà ron, tán tà rác, cắt trắng tà rác. Là cái ron con, tán, cái đó kêu mình cái dĩ là đuôi. Cái dĩ khi là mình đánh thế này người ta nghe biết của mình, không đánh được, phải trực. Thì đây là cho em nghe một đoạn nhỏ thôi. Trống này là phải trống lại. Thank you.
lễ đó, con năm nhà phù đó. Còn bên đó là bên phe đỏ, bên phe danh thì bốn cái đồng cỏ và một cái cốc nhỏ, cốc bạc một mặt. Thì chương trình là phe danh nó ít có dùng hơn, phe danh nó là dùng bao giờ thì trong đêm khuya trong đám ma mà trong đêm khuya rồi ngồi nghỉ thì là cái bản đó, hoặc là lần bản nó hai một là lần cái bản những cái bản nguồn xuân nữ rồi thì là tất cả cái dạng phe danh nó là dùng để lần không phải đi theo cái lễ mà đi để cho người ta nghe thôi mà qua trong một cái quá trình trong một cuộc lễ dài có thể có một lúc là ngồi nghe thì đó là nhạc lễ. Còn cái đó là thuộc về cái lần đạo không, còn thuộc về phía bên là lão giáo thì nó có những cái chầu văn, mà chầu văn đó tức là người ta hát cơm và đời để cho theo cái giá, dùng cái giá. Cái giá đó là cái giá khi đã cái người là một cái người lên đồng thì ngồi lên đồng rồi thì tất cả những cái đàn nhạc có đàn theo cái giá, cái người cô hay cái người bà thánh mẫu hay bà thánh hoàng cậu nhập vô trong cái dây những cái người làm lên đồng thì chầu văn là một cái điệu nhạc thể về chính tín ngưỡng ở miền Bắc. Ở miền Trung thì cũng là loại chầu văn mà có khi gọi là hầu văn, và còn miền Nam thì cái phần trỗi bóp. Ba đó là ba cái tín ngưỡng, nghĩ rằng khi mà mình hát như thế, tính nhạc như thế, trống phách thì trong cái chầu văn ngày xưa chỉ có một người hát và một người đờn kim và một người nhân vật gọi là đờn nguyên và một người đánh trống, không có đánh trống vừa đánh trống một người khác đánh trống thì nhịp gõ hoặc là sanh hoặc thanh la. Thế nhưng sau này thì có thêm chầu văn, có thêm nhiều lắm, có thêm cả cái đờn nhị, rồi có thêm cả tiếng sáo, thêm cả tiếng tiêu, có khi còn thêm cả tiếng đờn tranh nữa. Thì thật ra ngày xưa chầu văn không bao giờ có đờn tranh. Đờn tranh là đờn để tinh hồng nghe chơi thôi, cũng như là đờn tranh ngày xưa không có thằng hát dèo mà bây giờ đờn tranh có thằng hát dèo, cũng như là quan họ ngày xưa hát là chỉ dùng những cái giọng luồng mà không có những cái người nhà cụ phụ họa, mà trong cái quan họ bây giờ lại có cả đờn tranh, đờn nguyệt, đờn nhị rồi đi theo hết. Là từ khi mà lập ra có cái đoàn quan họ năm 1974-76 họ lập cái đoàn quan họ, thì đoàn quan họ đó có nhiều nhà cụ lắm, có cả đường bầu, đường tranh, đường nhị, trong ngày xưa là không có. Thì bây giờ chầu văn cũng vậy, chầu văn ngày xưa chỉ có đờn nguyên trống sanh thanh la là chánh. Bây giờ sau này đừng có đờn cả đờn nhị, có cả tiếng sáo, rồi có cả tiếng tiêu, và cái chánh nhất là cái người hát và hát văn nữa. Nó khác hơn tất cả những điều khác, nó không có bắt con nam như là trong thính phòng, mà nó cũng có những cái thể điệu khác, mà thể điệu đó bây giờ các em không cần biết cái gì, bởi vì người nào học về âm nhạc thì mới cần biết để mà định ra từ cái điệu này qua điệu kia. Thì các em chỉ biết là hát văn, là hát văn, là hát chầu văn là để cho những cái người lên đồng, mà khi nó lên đồng mình nghe cái bài hát văn là ca ngợi cái người nhập vào. Thì cái người nhập vào nó có thể là một bà mẫu, thánh mẫu. Thì thường thường thánh mẫu cũng cử tên, không có dám kêu tên, mà Việt Nam mình kêu bà Thủy, bà Quả. Bà Thủy là những bà thánh mẫu mà thuộc về nước, thì người ta kêu bà mẫu Thoại. Thoại tức là Thủy, Thoại là kêu Thủy, mẫu Thoại, hay là cô vơ Thoại. Mà cô vơ cũng cứ cô ba, không kêu một cô ba mà kêu một cô vơ. Cũng tí như mà người thứ hai cũng kêu một cô hai, kêu một cô đôi. Cách giờ kêu trong chầu văn thật thiên cần cô bảy cô chín thì là không có cử, kêu cô bảy cô chín, và cô ba kêu cô vơ. Thì đây là
một cái bài hát văn mà hát lên thì ca ngợi cô bơ tức là cô ba đó, cô ba thoại cũng là thuộc về thủy, mà trong chầu văn đó, khi nào những cái người nào thuộc về thủy đó, thì phải ăn mặc màu trắng. Khi mà nghe cái hát cái cô bơ rồi tiếng đồng trong đó thì đem cái áo trắng ra, mặc áo trắng chính khăn trắng là biết là cái người thuộc về thủy. Còn khi mà nó cô đôi thượng ngàn thì phải mặc áo màu xanh lá cây. Thì có những ông hoàng cũng mặc áo trắng, mà ông hoàng thường vừa mặc áo vàng, áo đỏ, áo xanh. Thì cái màu trắng thuộc về thủy, màu xanh lá cây thuộc về thượng ngàn, cũng là thuộc về rừng núi, mà đỏ thuộc về lửa, màu vàng thuộc về đất. Tất cả mấy cái đó là những cái màu chung trong chầu văn. Chầu văn ngày xưa thì là luôn luôn lên đồng là người đường bà, không chứ người đường ông cũng lên, người đường ông hát cho nghe thôi, chứ còn người đường bà là người lên. Và người đường bà nó lên rồi, khi mà lên đồng rồi đó, ngày xưa có thêm một cái chút mê tín, tức là nghĩ là cái người đó có thể trị bệnh được. Thành ra có những người bệnh kéo nằm dài đó, là khi mà lên tầm rồi cầm cái nhang khoáng gì thì hết rét, hết đau bụng, hết cái chuyện gì đó, hoặc là khoáng ở trong cái tất đà, có khi để cho cái hương rồi rắc cái cho cái hương tàn hương nắp vào cái chén cho uống cho nó, tức là hết bệnh. Rồi có khi lên nó cũng là mình là bà chúa thì ban lọc và lấy tiền cho bởi vì lên một cái người nào mà lên đồng tốt tiền đó. Ở trong Nam mình phải có những mũi lên đồng, mấy mũi lên đồng mà người nào đi nghe đó, thì là nhận được lọc, mà lọc ở bên đây đó thì thường ở miền Nam này đưa cho cái lọc chỉ 10.000, chỉ 10.000 là ý đỏ thì tốt hát ra là người 10.000 chỉ mới không. Rồi ban lọc và ban trái cây, rồi ban cam, ban thường là trái cam đem vô cúng cho trong đền. Nếu mà làm cái lên đồng trong đền, cái lên đồng trong nhà, mà đem cái đồng trong đền trong nhà thì trên bàn thờ có tất cả các vị như bà mẫu thượng ngàn, bà mẫu thoại, là ông hoàng ba, ông tuần chín, thì tất cả mấy cái đó kêu bằng công đồng là tất cả các vị viên thánh để mà có thể nhập vô. Và đây là một cái bài cầu văn ở miền Bắc. Nghe tiếng là tiếng đường nghiệp, tiếng lúc đây nghe được tiếng từ đây tiếng đường nghiệp, có đường nghiệp đường nhị, có tiếng sáu, có tiếng người hát là tiếng đường âm hát văn. Ông này hát cái bài cô văn là cô ba. Thank you.
đem theo nó có những cái điều kiện cách phong cách mà riêng lái đó, là đi theo cái miền miền bắc của chúng ta. Và tự nhiên tăng đi đi tăng đi đường đi, cái đó là theo cái trong miền bắc mà kia mà hát sống quy tình đúng không? Sống quy tình của dòng đi tăng đi đi. Tuy nhiên cái bài mà sống là nước trong xanh lên con cá vàng, cây gỗ là ngô cảnh tính con chim phượng hoàng có đầu cao, nó có đầu cao tiếp thương em phật gái mà tạo tiếp thương, tiếp thương em phật gái mà thì đau má thì đau. Đó là cái điều vừa dẫn lái theo cái điều sẩm, và sẩm nó gọi là sẩm quy tình, tức là sẩm quy tình, sẩm theo trong ca trù chứ không phải là sẩm chợ. Sẩm chợ là cái người đi hát ra ngoài chợ, cái người sẩm là cái người còn nhiều mù mà đi từ làng này qua làng kia hát thì gọi là hát rong. Hát rong trong năm là hát rong, rong hát rong. Hát rong là đi chỗ này qua chỗ kia, trong miền miền Nam thì là đi nói thơ hoặc nói chuyện thơ sóc trọng, người là thơ của Kim Tiên. Còn miền Bắc thì hát sẩm xoan, hát những cái bài là nguyên tình. Thì cái điệu này là cái điệu gọi là sẩm. Cho nên khi xưa mà anh nhạc cố nhạc sĩ Lê Thương có làm cái bài mà cái bài bài mới có chuyện chuyện về với bà lên và có làm cái bài theo đời mới bây giờ thì ngày xưa mà các bà lên thì đánh thông tin lên mình bị đưa làm cái bài đó. Bà ba đây mà ba này lính du tiên, bà tăng súng lục mà bà đi thuyền rồng, đi biển rồng sớm non thì cao mà tuế niên cười dài là tuế niên cười dài đi. Bà về mà bà tăng du tiên, bà tăng súng lục rồi bà đi thuyền rồng nó kết theo cách bây giờ nó bắt súng lục từ ngày xưa. Con có biết súng lục là gì? Súng lục của em biết gì không? Lục là sáo, súng lục là súng sáo. Tại sao kêu súng sáo? Súng sáo là nó tại sao cái súng của mỗi cái viên súng nó có sáu viên đạn, bắn hết sáu viên đạn là thôi hết rồi, nên kêu súng sáo hay là súng lục. Thì tất cả cái đó là cái giọng mấy em nghe đó là cái giọng sọc. Còn ngoài ra cái giọng cơn, cái giọng sơn trang rồi nhịp vậy nó có được cái nhịp đó là khi có cái nhịp dồn dập lên là nhịp một, nhịp ba, nhịp tất cả mấy cái nhịp thay đổi và cung điệu thay đổi là một cái những yếu tố cần thiết để cho người ta lên đồng. Bởi vì muốn khi lên đồng mà nghe một điệu không có phải đổi điệu, mà đổi điệu không phải là từ như là từ chậm rồi sang lần thì tới mau mới có lên đồng được. Chứ cứ làm đều hoài ta ngủ cũng không có lên đồng được. Ở đây là một cái điều một những cái điều chầu văn này. Ở miền Bắc, ở miền Trung ấy, thì người ta gọi là hầu văn, mà hầu văn ở miền Trung ấy, thì nó không có cái giọng dọc sơn ngang gần hay là giọng xá. Giọng xá là cái giọng nghe giống như là Quảng Đông mà kêu xá. Còn ở đây trong miền Trung ấy, thì là cái chầu văn khác kêu là hầu văn. Hầu văn nó chiếm liền cái âm nhạc, một cái âm nhạc thính phòng ở miền Trung mà mấy người ca Huế trước lần ca cái hầu văn mà cái đó là ca chơi để mà nghe. Chứ thật ra nó muốn lên đồng thì phải đi vào một cái đền, và phần nhiều là ở miền Trung đó là cái chỗ hòn chén. Cái hòn chén là cái chỗ đó còn thờ tất cả các bà để mà lên đồng. Thì du khách bây giờ thì khoảng tới Hòn Chén rồi nghe hát một bài rồi đi về, chưa kịp lên đồng thì người ta đi về. Bởi vì người ta không có thích thú mà thấy mấy chỗ đó ngồi lâu lắm, muốn lên đồng phải cả nửa giờ đồng hồ mới lên, mà không hiểu được tiếng Việt, không biết được cái điệu âm nhạc thì nghe không có thích thú. Thì thật ra là Hòn Chén còn múa, còn ăn mặc theo phong cách của chầu văn rất là đúng. Cho nên giáo sư Tô Vũ có nói là gần đây trong một vài hình như là trong một tháng nữa
sẽ có một cái cuộc mà liên quan về cầu văn và hầu văn ở tại Hòn Chép và tại Huế. Thì hy vọng rằng khi mà có cuộc liên quan như thế thì có những cái buổi quay truyền hình hay là quay hình ảnh hoặc là ghi âm để giữ lại, và giữ lại không phải để nghe chơi không, mà giữ lại để nghiên cứu. Và nếu giữ lại nghiên cứu thì là trong cái cuộc văn không nên để nghe chỉ để đơn giản quá thì là trong người ta nghe chơi thôi, chứ còn muốn có nghiên cứu thì phải biết lúc nào đi từ cái điệu nào qua cái điệu nào, lúc nào từ sọc một qua sơn giang hay là ở ở miền Trung thì là có gọi là tài cái phú và hai cái chất là tài là cái giọng gần như giọng dọc, mà phú là cái giọng hơi buồn, và phú thì là có phú chê thì nó buồn hơn phú thường chút. Rồi nó có những cái giọng mà ở miền Trung bắt trước cái người miền Thượng ngày xưa thì cái giọng đó thì dùng cái chữ mà bây giờ người ta không dùng nữa, là ngoài điều phú chê là tài còn có cái giọng ngoại, nhưng mà bây giờ thì cái giọng ngoại này cái giọng thường. Rồi ở miền Trung nó cũng có cái giọng trống cung, nó có những giọng khác hơn là cái giọng ở miền Bắc. Hai cái
hay cái gọi là cái hệ thống đó nó đưa ra rõ ràng một bên thì là tả những cái tâm trạng vui tươi hay là nghiêm trang, còn một bên thì nói cái điều buồn buồn lắm. Thì đó là hai cái điều mà mấy em mới vừa nghe đó, một thí dụ ở Chầu Văn miền Bắc, một thí dụ là Hầu Văn hay là Chầu Văn miền Trung. Còn miền Nam thì chưa có ai làm ra gì hết. Ở miền Nam đó thì là không có điều sọc, không có cái điều phú, không có điều đại, không có cái điều sơn răng. Nhưng mà miền Nam đó thì là đi theo ba cái hơi trong cái điệu Nam, tức là xuân ai với đạo, xuân với ai với đạo, năm xuân năm ai và đạo. Xuân đó thì là hôm trước đó cho mấy anh nghe đó là thanh thản, là cái họ sáng xế chiều còn sáng chiều xế xế là thành ra mới vô phần nhiều vô đó là tối mời chúa sứ tiên đương thêm trong tình trong liệt tỷ chẳng lắm là điều này đang tùng cách tùng cách ơi mà trong bà bóng thì là tung 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 cách tung cách tung cách tung 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 cách bà bóng vừa đổi mà vừa có cái trống thì mình có cái nhịp thì là đổi tiền hồn cái hồn mà lúc mà bà sắp dựng lên đó chuyển sang qua đạo thì bà nên lúc lại lợi đến kinh á trước hướng bà nên lúc lại lợi đến kinh tận đèn 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 và chuyển sang qua cái đèn đạo thì coi lại như vậy có một cái có một hơi nam nhẹ nhàng và cái hơi đạo mặc dù là hơi nam mà nó có cái hệ thống cấu trúc âm thanh nó thuộc về hơi hạ của đệ tử, tức là hơi hạ là hơi nhạc thuộc về kim quách. Là một cái thì nó êm ái dịu dàng, một cái thì là nó đi ra nó cái mau. Thì khi mà rước bà linh linh thì là lúc đó là bà không lên được, xây à đứng bà linh đứng lại lợi lên trên à đứng bà linh đứng lại lợi lên trên thì là nó đi theo. Còn lúc đầu vô nói rằng những cái người trong nhà mà tỉnh bà đi xuống thành tâm thiền chỉnh cứ mời bà xuống thì giác lâm tới tại cái miếu này, giác lâm tới cái chốn này thì mời bà để giác trong nam thì bắt tiếp lên hát cho những dòng xuân của mình có khi trên thành bà chuyển về những ai nhưng mà sau thì khi nào nước lớn sẽ có nước rồng thì chiều nữa lên trước bây giờ là cái giai đoạn đó là tới ta mới nói là nước lớn mà sẽ có nước rồng thì lại thấy là những cái điều mà nói vậy là tập dần như nói mà đây là mở vô mặt nó nghe chơi mấy dân thầy quái ở miền Nam cũng vậy, có nhiều khi nói mà nó mò rồi thành ra cái gì cũng trút được hết rồi. Rồi có cái bài mặt câu mà người ta kêu ngạo đó, thầy quái mà không biết gì hết, người ta buồn gái mà lại coi bói thì ông thầy nói số cô đó là số đào hoa, tức là mẹ cô đừng bà thì cha đừng đàn ông, ngày sau cô sẽ có chồng và sanh con đầu lòng con gái thì tai. Mà nói vậy thì là sao không đặt được cái lúc nào cũng nói cũng được hết. Mà cái tập dịch cho miền Nam đó là phải một cái cách để mà thử coi bà nó lên thật hay lên giả. Rồi trong miền Nam nó có nhiều cái là rồi nó lên mà lên cả cái đền Quan Thánh, có một ông nó lên đền Quan Thánh và khi nào khi mình lên trong đền Quan Thánh thì nhập vô rồi là bị phải đi trên lửa mà chưa không phóng vừa đi vừa búa thân ông ta và cái đó tôi thấy rõ ràng biết tại sao mà đi mà không phóng. Chứ còn người thường đi mình tập trên lửa trên hang hang là cháy không đi trong cái hố tâm cái điện mà tâm từ bên đây qua tới bên kia. Rồi có một lần nó các cậu nó lên giả rồi cái gì lên đến người ta là quan công nhập rồi thì trong làng bệnh nó dạ thưa nếu thật là quan thánh nhập rồi xin để cho đốt lửa than rồi quan thánh đi một cái đường thanh long đao trên lửa cho tất cả người ta đến đây là mà xem những người đến xem rằng là chiêm ngưỡng cái ông đàn giờ để là mà thờ quan thánh thì cái ông mà lên giả nó nói phải ta nhập cái miệng ta đâu có nhập cái chân là nhập cái tiếng nó có đi được thì cái đó là rõ là những người đó giả mạo trong cái tín ngưỡng đó thì nó có hồi nãy nói với em đó là cái gì cái theo đạo Khổng đó thì thật ra không phải là tín ngưỡng mà theo một cái phong cách của đạo
theo cái hoặc là những cái cuộc lễ ở trong dân miếu, cuộc lễ trong dân miếu ở miền Trung, cuộc lễ trong dân miếu ở miền Bắc. Lễ trong dân miếu thì là đánh ở miền Bắc thì lúc trước là không có đánh nên nhạc lễ tại dân miếu, nhưng mà khi dân miếu ở mình theo cái phong tục của cung đình, bởi vì trong nhạc cung đình mà chúc nó nói cho em nghe thì nhạc cung đình nó có cái miếu nhạc, tức là nhạc thờ thờ ở các miếu, thì trong các miếu đó là những cái bài hát cho ông Khổng Tử thì phải dùng tiếng văn, mà múa thì cũng múa văn thì không được múa bỏ. Đó là cái phong cách trên những cái chuyện nhạc cung đình cho mấy em nghe. Còn bây giờ đó trở lại là nhạc lễ như thế, đánh trong năm ma, mà đánh trong năm ma đó thì có những cái bài gọi là cái bài thép, thép tức là thiết, thiết tức là lọc ra, là trình bày ra, thì cái đánh thép đó là đánh những lúc mà người cái người đi đám tang bắt đầu đốt hương, bắt đầu đốt hương xong rồi thì khi đốt hương xong đó thì mới đứng trước linh cữu chấp tài giấy nhạc đánh thép, mà đánh thép đó nó không có quyết định, em cũng như người đó đứng lâu phải đứng hoài, cho nên cái không có những cái chu kỳ cái quận mà không có tiết tấu cho nó, tuy là phải có tiết tấu như là tiếng mõ đi theo ron thấy bắt đầu dùng đánh bạch trở lại dừng đó mới là con tay nhiều ghi hình cũng có chụp đỉnh, tức là nó có chưa có video mà chụp ảnh đó.
thì làm ra một cái cuốn hát văn. Thì Thanh Hà có làm ra cái cuốn hát văn in ra rồi. Chúng ta nói là tất cả các giá bào mẫu phải và chúa thượng ngàn, mỗi một bài có mấy điều dọc thế nào, gần thân ca thế nào, rành rẽ lắm. Thế nhưng mà trong cái cách mà ghi âm với cái cách là phân tích đó, thì là phân tích còn theo cái phong cách của cái người nghiên cứu âm nhạc ở phương Tây này. Cho nên không có nói rành rẽ là tất cả các cái thầy dạy được song song trên mặt đời. Có làm một cuộc băng video trong đó có đủ hết các phần ngoài cái cô cái người mà lên đồng đó, thì có những người xung quanh kêu những người hầu giá. Những người hầu giá đó là những cái cô con gái mà chạy theo cầm quạt, rồi quạt cô, và chứ là quạt cô được khi nào mà cô sắp vào lên đó, ôi cô đẹp quá cô ơi, cô đẹp quá cô ơi, thì là cô kia làm giá đưa tay sửa mái tóc còn coi lại nhìn gương tính vậy rồi không có mấy chữ ba chữ và bốn chữ, trước hết là bát nhã đại bi. Paramita tiếng Phạn có nghĩa là đi qua được cái bờ bên kia, và tiếng chữ khái niệm ra là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn, đáo là đến, bỉ là bên kia, ngạn là bờ sông. Trong cái chữ đó là bắt đầu thùng bơ là bát nhã hội ba lần, như vậy bát nhã hội cái ba lần, rồi kế đó là mỗi cái một lần. Chưa tới, bây giờ mới còn hồi trống thôi. Hồi trống. Có hai trống.
khí. Khi đánh không còn nghe tiếng trống nữa mà nghe cả tiếng kệ. Cho nên khi đánh thì trong lòng mình cứ nghe đó. Bây giờ tới cái lúc ngoài hội là để tìm mình lấy cái ánh sáng. Thì tất cả mọi người chúng ta thỉnh Phật đi tới cái chỗ này rồi mọi người đều nghe cái âm thanh của cái sự hiểu biết rộng rãi đó. Thì lần lần tất cả mọi người đều giúp nghe phần với nhau. Chúng ta đồng đi qua cái cửa đáo vĩ ngạn, qua cái bờ bên kia để mà tìm lấy được cái sự hiểu biết rộng rãi về Phật giáo. Thì khi mà nghe cái chúng bắt nhã này mà trong đầu mình bắt đầu nghe kể ra rồi chứ không phải nghe tụng vùng vùng nó phải làm bả đâu. Cho nên người Phật tử đây tôi biết thì là khi nào mà nghe cái tấm này thì nhà cũng được trống nó trong chung bắt nhã rồi tim tim đi. Thì trong khi đi cứ lại nói trời hôm qua sao đây cái nhỏ nó đào quá thầm nó đi trong khi tất tất ngọt trong đầu cũng nghe nó nói là con tao tôi lại thầm rồi ông đó hoặc là vận chuyển mình đánh bài hay đi chơi như vậy kia. Chưa thấm nhuần được giáo lý, cho nên khi mà đánh như vậy rồi trong cái lễ lớn đó, sau khi đánh trong bát nhã rồi đó, thì nghe một cái điệu nhạc gọi là đại nhạc. Và đại nhạc này là ở trong cung đình, tức là đại nhạc nó có cái kèn là quan trọng lắm, và cái trống là quan trọng lắm. Rồi tất cả cái nhị là không quan trọng lắm, nhưng cũng khi đi theo. Rồi ngoài là cái kèn, cái trống, cái nhị, và còn có cả những cái tiếng là hoặc là sinh tiền ở đây kia mấy cái tiếng phụ đó, thì trong cái nào đạo Phật nó còn có chừng 2-3 người đi theo thôi, tức là đại nhạc mà nó thu nhập thu hẹp lại cho nó nhỏ, thì cái đạo cái đại nhạc nó thường thường đánh được ảnh gọi là đăng đàn là kép, mà đăng đàn nó là đi lên cái đàn để đặt mà tế tụy tế Phật. Nhạc có ngày xưa đánh để cho nhà vua đi lên lên đàn tế tờ tế Phật trong thời kỳ Nam Giao. Mà Nam Giao tức là cuộc lễ 3 năm có một lần mà để nhà vua thay mặt tất cả cùng thành và dân chúng tạ ơn trời đất đã cho 3 năm là mưa thuận gió hòa bình yên để cho dân trong sống được bình yên. Thì trên gọi là đăng đàn, và có hai cái đăng đàn kép và đăng đàn rơn. Đăng đàn kép tức là đăng đàn mà nó có cái có vẻ là nó cái bài nó phức tạp hơn chút, còn đăng đàn rơn là nó đơn giản. Đây là có lẽ là một cái tiếng hú hí to
công ý công thể tàn đề tàn công thể tàn công thể liếu thể liếu thể liếu thể thể sang thượng thọ thượng đẳng thế. Thì bài đó là bài thân năng kép rồi. Thank you.
đặt cái tiền rừng ra đi tăng tiếng đồng rừng rừng ra tăng tăng tiếng đồng rừng ra đinh tăng tiếng đồng rừng ra đinh tăng tiếng thì cái chữ cốc đúng là chữ phan, chữ phan thành ra cái chức nhân chữ sang, chữ sang chiếm thành một thành âm khác. Thì cái này là có một cách biểu hiện rất là hay mà nó chúng ta đã thấy trong cái bài dương tình vị. Thì khi mà mấy em và cái người học nhạc phân tích nó ra, thấy cái tiếng hát cái dòng rất là tiếng tán rất hay, mà có lẽ là mấy em chưa quen, cho nên khi mà nói với em thì mới nghe được cái không đó, thì cái tiếng nói cũng chưa được rõ lắm. Và cái điều đó là một là vì cái tiếng phát âm của những các vị sư chúng ta đó là còn phát âm theo cái đạo Phật, tức là nói cho rõ để mình nghe, mà mọi người nghe, mà ai cũng thuộc bài kinh này, cho nên theo dõi dễ dàng. Mà tới cuối cùng thì là có cái chỗ mà dịch tội kim thiên quá diệm quá hồng niên, là cái bài này là bài tán của Đức Phật Bà Quan Âm ca ngợi lần. Thì mấy em thấy rằng nãy giờ có tiếng trống mắt nhạc trước, đại nhạc, biểu nhạc, bước vô bài tán như chi định thủy, rồi còn cái bài tụng thì là cái khác hơn nhiều lắm. Hôm trước nói với em nghe là cái tán tụng nó đi theo những cái phong cách khác, là tụng thì là không có một mỗi một chữ nó có một âm thôi, không có thay đổi. Còn một cái tán là một chữ, có rất nhiều lắm. Đi nghe cái biến thái tam niên mà thang âm cũng là thang âm tiêu biểu nhạc lễ, là điều khả sự sang thì công liễu công ô sự, mấy chữ là rung sang thì công liễu không rung, nhưng mà không có xuống họ từ sang thì công liễu sự sang thì công liễu, tức là cái trục của nó là sự công liễu, chẳng phải là họ sang xe liếc, họ sang xe liếc là cái trục của điều bắc, mà điều bắc vui tươi, sự công ố là cái trục của điều hạ là trang nghiêm. Thì đó các em thấy rằng mặc dù rằng kêu bằng cái điều tán kiền tán hai, nó cũng là chung quy nó có chia ra hai cái điều thức, tức là bắc và nam. Bắc đó là những chuyện vui tươi nghiêm trang, nam là chuyện êm ái dịu dàng thanh thản, có hơi phản hồng chút buồn. Chừng nào nam mà đi luôn có tới ai quát là cái buồn nhiều. Thì khi mà đưa ra như vậy đó, thì tất cả những người mà nghiên cứu âm nhạc cũng đều nhận thấy rằng khi chia ra hai bên đó là từ cái gốc dương và âm mà đi ra. Thì khi nào mà cái dương vui vẻ là thì là dương, cái nào mà buồn thảm là thuộc về âm. Cái gì mà sáng tươi lên là dương, cái gì mà hơi u mình có tối chút là âm, thì cái âm dương đó nó cũng định ra được cái quan điểm tại sao chúng ta lại chia ra có cái điều này điều kia. Và trong tất cả âm nhạc thì có hai cái trạng thái tâm hồn mà rõ rệt nhất là buồn và vui, thì cái đó là cái chỗ nào cũng nước nào cũng có cái chuyện đó, và thể hiện cái buồn cái vui thế nào là mỗi một cái âm nhạc nó có một cái cá tính, nó có một cái cách riêng để mà động cái buồn và cái vui. Bây giờ là đại khái là chuyện là lễ nhạc chính về chính ngữ con người thì nó có những cái thế, nó có điều nhạc lễ là nhạc lễ đi theo tính tâm ma tán cúng thần, rồi nó có những cái nhạc linh đồng và thuộc hướng về phía lão đạo lão, thì là có khi là không phải là đạo lão hải ngoài không có thiệt tình, không có cái chuyện mình linh đồng này kia đó. Tuy nhiên mà người Việt Nam cứ nói như thế, chứ còn thật ra cái này là thuộc về cái tín ngưỡng trong dân gian. Dân gian cho rằng có những người thần liên quan tới nước, thần liên quan tới lửa, như bà thủy, bà hỏa, rồi có ông địa, rồi có tiền đất, thì là có những rồng bay lên trời, có thiên thần, thiên lôi, rồi tất cả cái tín ngưỡng đó là tín ngưỡng trong dân gian nhiều hơn là tín ngưỡng đạo lão. Thì trong đó nó có chầu văn, hầu văn và rối bóng. Chầu văn miền Bắc, hầu văn miền Trung, rối bóng miền Nam. Ngoài ra đó thì có trong Phật giáo đó thì nãy giờ mấy em nghe đó, là Phật giáo miền Trung, và Phật giáo miền Trung đó còn giữ được cái lề lối ngày xưa từ tụng tới tán,
cái linh dương nói với em nghe là nguyện thỉnh bạch hô, mấy cái đó là khác được. Và trong cái tụng hồng đức nói với em nghe đó thì đều đều là tụng nguyện vô thượng thầm thầm vi diệu pháp, cũng theo trọng điểm sự sanh si tối ngũ bá thiên vạn kiếp nàng đau ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện dạy Như Lai chớ thiện nghĩa sự sanh si tối ngũ. Nó tụng theo này hơi chìm theo miền Trung và miền Bắc ngày xưa, còn miền Nam thì cũng tụng theo cái điệu hơi hạ. Vô tường thầm thầm di diệu pháp, phá tiên nhạc kiếp nàng tao ngộ, ngạ chim chiến văn đắc thọ trì, nguyện dạy Chư Lai Như Lai chấm thiệt nghĩa. Cũng sự sáng sẽ có chú, có khi mà tụng theo hơi hay. Vô tường thầm thầm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nàng đau ngộ, ngạ kim kiếm dân đắc thọ trì, nguyện dạy Như Lai chân thiệt nàng nghĩa. Họ sự sanh si tâm sanh già mà không lo, đó là điều hơi hay. Thì mấy em thấy cái đó là hoàn toàn của Việt Nam. Rồi đây là mở chút mặt cho mấy em nghe là ở bên Pháp có mấy cậu Việt Nam Phật tử mà đang muốn tìm những cách mới để làm sao cho nhà Phật giáo tiến bộ. Thì mấy ông đây em đã học music sacré, music religion, music sacré, tức là âm nhạc có liên quan đến cái điều mà những cái kinh kệ thánh ngôn này, cái thì là cái học theo phương Tây. Thì như nam chúng ta là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Đại Chứng Minh. Thì mấy em đó là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Tăng Đại Chứng Minh, hoặc là tưởng làm gì là mới. Và tất cả những tôi nghe đó thì cần phải làm sao mà nó có ra được cái mới. Chúng ra cái mới thì em phải nắm được cái chất của cái nhà Phật giáo. Chẳng hạn như cái bài vô thượng thầm thâm diệu pháp, hoặc là cái bài đó là cái bài tụng, nhưng mà mấy em muốn đem cái bài đó ra tán cũng được. Mà thầy Trương cuốn sách kỹ ghi lại, thì trong đó có
tất cả là đi trong ca trù có bao nhiêu người thì mấy em biết được cô kia có một người đào lương, người hát thì có mất một người đến đàn tái đi theo thì một người đến tất cầu có ba người cho nên mấy em đến nhận nhà ca trù có 12 người là đặt rồi cũng như thế thì đại khái là cái câu cách hỏi mà vậy là mà ngày thứ ba này thì sẽ ôn lại rất mau ôn lại tất cả những các loại cái thể loại mà mấy em đã học. Còn ngoài ra nữa đó, thì trong cái lúc thi đi xong rồi hoặc là mấy em đi xong hay là chưa xong mấy em đi người nào học bài trước xong rồi hoặc là trong khi đó mấy em nó không em nào muốn đi lên để mà thi để mà có điểm thêm đó chẳng hạn thì phải biết một trong ba bài hát ru thì miền Nam miền Trung miền Bắc hay là nếu một trong những cái nét nhạc nào mấy em học trong dân ca chẳng hạn như một bài văn họ rồi nhắn nhắn bài lý cái gì mà cô chú ban dạy mấy em đó thì mấy em lên hát thì không phải hát lo được bây giờ nếu mấy em chỉ cứ biết làm chưa xong thì cứ biết việc nào mấy em làm xong hết rồi thì mấy em hát lo lên hát còn không thì hát cho nhỏ hát cho thầy nghe cô chú ban nghe thì cái nếu mà hát đúng hát đậm hát lấy kia sai đó không sai thì là cái điểm để thêm vào để mà cộng điểm cho mấy em để mà mấy em có điểm lớn điểm nhỏ đại khái là cuộc thi như thế để cho nó có một cái phần nào trách nhiệm của mấy em có biết được cái gì hay không. Là chẳng hạn như bây giờ hỏi trong nhạc cổ điển nó có mấy loại thì mấy em phải biết nhất mà biết thì có là nhã nhạc với đại nhạc. Là đại khái như khi câu hỏi này là hôm nay đó thì nhạc cổ điển nó có bao nhiêu loại nhạc cổ điển thì cái này thì thật khó mà hỏi mấy em thi là bởi vì nó có 8 loại là trong nhạc cổ điển đó. Giờ lịch sử thì là khi làm nhạc cung đình có là khi làm cung đình của mình có mà cung đình của mình có tức là phải có những cái thời đại của nhà vua ngày trước kia chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc thì chúng ta không có cung đình tuy không có cung đình thì cũng có một cái loại nhạc nào đó mà chúng ta không ai biết hết chỉ có đầu tiên mà một người viết ra để nói chuyện về nhạc cung đình đó là cái quyển đầu tiên là quyển Hàng Nam Chí Lược của Lê Tắc. Chí lược của Lê Tắc thì trong khi đó An Nam Chí lược của Lê Tắc có ghi lại là ở trong nước Việt Nam có hai tòa nhạc đại nhạc dùng trong cung và tiểu nhạc dùng cho những cái người thường dân thì trong đại nhạc đó nó tức của nó mấy em nghe là có một cái kèn như một cái kèn tất lập và cái trống là cái trống nó gọi là cái trống phản cổ là trống cơ hơn. Ngoài ra nó có những cái nhạc cụ khác chẳng hạn như là ái loa tức là cái con ốc bằng biển nữa. Nhưng mà không có trong các cái chuyện đó là không hỏi mấy em đâu mà mấy em cũng không cần biết trong chi tiết nữa bởi vì biết trong chi tiết thành là người nào học chuyên môn nhạc chương trình hay là chuyên môn âm nhạc thì phải biết còn mấy em không cần biết có cái nhạc đại nhạc mà quan trọng nhất là cái thổi và cái bộ gõ rồi nhã nhạc, cái tiểu nhạc, tức là đại nhạc, tiểu nhạc không có đường tranh, đường tỳ bà là có những cái đờn bằng dây thì cái đờn nó dùng trong chân giả chỉ biết là đại khái vậy thôi chứ bây giờ nói chi tiết thì mấy em không có thể nhớ được hết. Chẳng hạn như sau rồi nhà Trần đó thì không có sách sử nào ghi lại hết chỉ có thỉnh thoảng nói rằng ông vua rồi nhà Trần đi ra sai thích múa là một người em của vua đi ra múa thì vua mới cuối cả có ảnh hưởng của Trung Quốc và ảnh hưởng của Ấn Độ thì điều đó chứng minh cho rằng chúng ta đời nhà Lý cũng có một số nhạc cụ ngoài ra cái đời đó nó có cái đời tỳ bà giống như đời tỳ bà xem ở động đôn hoàng là cái động đôn Trung Quốc. Ngoài ra cái đờn tỳ bà còn có một cái đờn tròi đờn chạm trên cái miếng chân đá và trên một đồ vật tích chứng minh ra là từ đời nhà Lý đã có một cái số nhạc cụ thì chúng ta chỉ biết nhờ đối chạm đó thôi chứ không sách vở không có ai ghi lại từ đại nhạc sử ký hoàng thơ tới mấy cái sách cũ sách lịch sử không có sách nào mà ghi lại những dàn nhạc trong cung đình mãi cho đến đời nhà Lê mới có bắt đầu
thêm cái chuyện nữa là nhà Lê đó, khi vua Lê Lợi và Nguyễn Khải thắng được quân nhà Minh rồi, lập lên được cái nhà triều đình nhà Lê, thì đời vua Lê Thái Tổ thì lo chính chính đất, chính chính về hành chính về không có nghĩ tới âm nhạc. Đến đời vua Lê Thái Tôn, tức là con của vua Lê Thái Tổ, lên ngôi rồi thì mặc dù còn nhỏ nhưng mà trong triều đình có những cái quyền ủy ban để mà thay thế nhà vua và cố vấn cho nhà vua, thì cái nghị định ký ra đưa ra bắt phải là lo về âm nhạc đó, thì là vua Lê Thái Tôn, nhưng mà cho nên cái người cố vấn cho nên sai hai người là Nguyễn Khải và Lương Đăng để rằng mà nghiên cứu âm nhạc của Trung Quốc rồi làm âm nhạc của Việt Nam. Thì ông Lương Đăng là một người quản quan trong cung, làm một chức lỗ bộ ti giám, tức là làm một chức lỗ bộ những cái đồ lễ vật dụng kia. Ông ấy bắt chước nguyên si của nhà Trung Quốc đưa qua, ông đặt ra có hai cái dàn nhạc, đường thượng chi nhạc, đường hạ chi nhạc. Và đường thượng chi nhạc tức là cái dàn nhạc mà đánh phía trên phòng, đường hạ chi nhạc đánh phía dưới phòng. Tất cả nhạc cụ đó em cũng cần biết là bởi vì toàn là những nhạc cụ bắt chước theo cái của Trung Quốc hết đó rồi. Thì cùng Nguyễn Đại đã không có đồng ý, cho nên khi mà thấy được đang lo bắt chước nguyên si của người Trung Quốc, thì cùng Nguyễn Đại viết một cái bức thư gửi lên cho nhà vua xin phép được từ chức. Mà trong lúc đó nói rằng thần nghĩ rằng nếu mà quyết định nhã nhạc thì phải biết được cả tất cả âm thanh âm luật, mà thần thì không hiểu rõ, cho nên thần không có dám lãnh cái trách nhiệm nặng nề đó. Nhưng mà thần chỉ nghĩ rằng nếu mà nhà vua thương dân thì trong nước được bình yên, mà trong nước được bình yên thì nó thể hiện được một cái lối nhạc, có thể là lối nhạc phù hợp với cái dân tâm dân trí, thì điều đó tốt hơn. Cho nên xin bệ hạ thương dân mà để cho dân chúng đừng có phải ta tháng, thì cái tiếng nhạc nó sẽ được tốt đẹp hơn. Tức là sai bởi 108 là cái số đàn hạ của đạo Phật giáo, mà thì chỉ tính dù sao nữa chúng ta thấy rằng cái đó nó đã có bắt đầu có cái sự quy định, và quy định đúng hay không là một chuyện khác nữa. Cái loại thứ nhất là giao nhạc tế thiên tế địa tế trời tế đất để mà cảm ơn trời đã cho được mưa thuận gió hòa, cho được quốc thái dân an, cho được trong nước bình yên. Cho nên cái giao nhạc là cái lễ tế giao nhà vua thay mặt cho tất cả quần thần và dân gian để mà cảm ơn trời đất. Lễ tế giao giao nhạc là một loại. Cái thứ gì là miếu nhạc. Miếu nhạc, miếu là cái miếu thờ đó. Mà trong miếu nhạc nó có những cái nhiều cái miếu, cái miếu thờ tất cả mấy ông vua từ đời trước tới đời bây giờ. Thì cái miếu nhạc đó nó ngoài ra cái miếu thờ tức thông tử danh miếu cũng là cái miếu thờ. Thì cái gì là cái nhạc để tính trong các miếu. Cái thứ ba là ngũ tự nhạc. Ngũ tự nhạc là năm cái chuyện tế lễ. Tự là tế chứ không phải tự là chữ. Ngũ tự nhạc tức là cái nhạc để tế năm cái lễ. Và năm cái lễ đó là còn nhiều hồi xưa thuộc về những con thần mà liên quan tới đất đai, mưa thuận mưa gió, rồi cái gì tất cả mấy cái tế đó để là những năm con thần phải mà định đoạt lấy cái sinh hoạt trong dân chúng. Và sau cái đó thì nó có một cái đại triều nhạc. Đại triều nhạc tức là nhà vua hội lại một hội lớn đại triều, và đại triều đó là chỉ có trong cái trường hợp mà quan trọng, chẳng hạn như là tiếp sứ nước ngoài thì có đại triều, hoặc là trong khi hội lại để mà làm cái lễ chúc vạn họ, chúc nhà vua được sống lâu thì đại triều, hoặc là khi có một cái mấy người tân khoa mà đi vô đầu tấn sĩ đầu trạng đầu gì đi vô làm vua đó, tiếp với cái người tân khoa, hoặc là có khi là những cái buổi lễ mà là tướng soái tướng như khi là tiếp những người quan trọng là những cái đại triều.
thì đại diện giải có cái thương triều nhạc, thương triều sau cái tại triều thì thương triều rồi thì nó có cái nhạc gọi là trung cung chi nhạc. Trung cung chi nhạc tức là nhạc ở trong cung, và nhạc trung cung tức là nhạc nhà vua nghe đang mà giải trí hoặc là nghe để mà thưởng thức âm nhạc, nghe chơi cho vui tay, thì cái đó là cái gọi là cung cung chi nhạc. Còn khi mà nhà vua ban một cái yến tiệc lớn thì có một số nhạc khác nữa kêu là đại yến nhạc. Đại yến nhạc tức là nhạc trong cái lễ lớn, tiệc lớn. Và cuối cùng cái thứ tám là có một cái tình cứu nhật nguyệt giao cùng nhạc, cứu là cứu cái mình giúp đỡ nhật nguyệt là mặt trời mặt trăng, giao cùng là mặt trời mặt trăng là gặp lại với nhau, và hai mặt trời gặp người với nhau tức là nhật thực và nguyệt thực. Thì trong cái lúc đó nhạc mà tính trong lúc nhật thực và nguyệt thực là bởi vì theo cái tín ngưỡng của người Việt Nam ngày xưa, khi mà có nhật thực nguyệt thực người ta tưởng là có một con gấu rất lớn nó đừng nuốt cho mặt trời, nuốt cho mặt trăng, thành phải đánh cái nhạc thế nào cho nó chinh phục, nó nhả cho mặt trời mặt trăng ra thì nó bình yên được. Cho nên do đó trong cái cứu nhật nguyệt giao cùng nhạc hồi xưa đó là cái nhạc nó trống rất nhiều lắm, trống đại cổ, trống ngũ lôi. Ngũ lôi là năm cái tiếng sắt, tức là năm cái trống lớn, trống đại cổ ngũ lôi đánh nhạc, có thể đánh có trống đồng, trống đồng thành ra trong cái những cái quyển mà thuộc thực hiện gì là nhà Lê, nó Lê Triều Hội Điển hay là Lê Triều Hiến Dương Loại Chí có nói là trong khi mà cứu nhật nguyệt giao cùng nhạc nó đánh đại cổ đánh rồi kim cổ ứng chi, kim cổ là trống đồng, thay vì miếng chỉ đồng cổ thì trong sách đời nhà Lê kêu là kim cổ, kim là kim khí đó, cái trống bằng kim khí cho một trống đồng đó. Ứng chi là đáp lại. Thì lần đầu tiên mà chúng ta có cái thấy là cái trống đồng làm dùng trong cái chuyện đó, tức là dùng trong cái chuyện chú nhiệt nguyện giao cùng là nó hiện thực nguyện thực. Thì mấy cái điều đó thì thầy cũng có ghi lại cho mấy em, mà hình như là cũng có ghi luôn cả tiếng Pháp thì anh lên để cho mấy em khi nào có gặp người ngoại quốc biết những cái chuyện phải nói sao, nói là tiếng Pháp nó thế nào, nó tiếng Anh nó thế nào. Tám cái điều đó, tám cái điều có từ đời nhà Lê mà kể luôn sao qua tới đời nhà Nguyễn, tức là năm 1802 đến năm 1845 khi vua Nguyễn Ánh lên ngôi và lập được cái nhà Nguyễn đó, thì bắt đầu chấn chỉnh là tất cả cái cuộc thi rồi cái cuộc ở trong triều đình quan chức như thế nào, thì tất cả những chuyện mà chấn chỉnh đó đều có ghi trong cái quyển gọi là Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ. Khâm định tức là lệnh của nhà vua đưa ra. Đại Nam nước Việt Nam Hội Điển Sự Lệ ghi lại tất cả những cái sự việc xảy ra, trong đó là có được cái quy chế, tức là ăn mặc như thế nào, thi cử như thế nào, là những cái trong trung triều thì là cấp bậc về quan thế nào, và âm nhạc như thế nào, mà kể cả những cái cuộc đi cài, đi cấy cũng đều có ghi trong đó hết. Thì Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ đó, cái quyển Điển Kháng là quyển số 99, là cái quyển đầy đủ hết về âm nhạc. Thì cái quyển số 99 của trong Đại Nam Hội Điển Sự Lệ thì cũng do Điển Kháng đó, sau này mới đây, đây 4-5 năm tôi dịch ra bằng chữ Quốc ngữ, thì dịch ra chữ Quốc ngữ, nói bằng tiếng Nôn, thì dịch ra chữ Quốc ngữ rồi, thì in ra nó thuộc về cái quyển số 7. Bởi vì in ra hồi xưa nó mấy trăm quyển rồi, bây giờ in thành con nó còn có mười mấy hai cái quyển gì đó thôi. Và cái quyển số 7 đó có cả nói chuyện về lễ nhạc trong cung đình. Và mấy em có muốn tham khảo thì coi cái quyển Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ Quốc ngữ và quyển thứ 7, trong đó nó có một chương đặc biệt về nhạc cung đình. Nhạc cung đình ở đời nhà Nguyễn cũng còn giữ theo mấy cái điệu nhạc này, nhưng mà có nói rõ ra chẳng hạn như là khi rồi lễ tế giao thì dàn nhạc nào đánh, dàn nhạc đánh đến bản gì, thì tất cả những cái bài bản mà ở trong nhà nhà Nguyễn mà có được ghi chép cả hết, mà họ ghi chép những nhà ngày xưa nhà sử gia ghi chép lời mà không có chép nhạc, thành ra bây giờ mình thấy lời mà mình muốn chép nhạc đó thì sao,
mà lời đó bằng chữ hát chứ không phải là lời bằng chữ nôn. Gì sự lệ phải có cái nhân cái người trung người Nhật Bản nó có một cái sách là mà những chuyện xảy ra để có ghi lại cái đó, trong ghi lại cái đó thì có bây giờ rốt cuộc chia ra thì từ người Nhật Bản tới bây giờ cũng còn ở trong cũng có hai dàn nhạc trên cái tên hai dàn nhạc, một dàn nhạc là tại nhạc khi như ngày xưa là hai cái quan trọng nhất, kèm vào đó là quan trọng nhất. Thêm vào đó nó có cái đường nhị, tức là đường cò, nó đi qua cả tập đoàn, tập đoàn. Kèm cái trống là quan trọng, cho nên là trong cái đại nhạc mà đánh ra được, có những cái bản đầu tiên những bản đánh ra để mà quốc thái dân an. Thì cái bánh sách đánh là đàn, đánh cái bài đó kêu tam luân cửu chuyển. Tam là ba, luân là tấm xe, cửu là chính, chuyển là thay đổi. Chữ luân là bánh xe, và chữ luân có nghĩa là cái vòng tròn. Tam, tam luân là ba hồi, để tiếp tố và thay đổi. Cái nét nhạc ở trong cung, tức là trong cái đề kèm, cung bậc cũng thay đổi. Thì cái đó tôi chi tiết mấy em cũng cần biết với cái bài tâm tâm chú nó dài nó có mười mấy phút mà đánh trống như kèm không. Thì bây giờ là có một dĩa hát nhưng mà bên Pháp có chứ bên Việt Nam chưa có, là khi mà dàn nhạc cung đình đi sang bên Pháp thì nhà dàn qua thế giới của cho kinh là một dĩa đó, trong đó có nhạc ca Huế và có cả nhạc cung đình. Thì cái bài đầu tiên là cái bài tâm tâm chú chuyển, và tâm tâm chú chuyển đó là ba lần, ba hồi, chín lần thay đổi. Thì ở trong nhạc lễ miền Nam có cả một cái bài nhạc kêu ba hồi chín chập, ba hồi chín chập. Thì ba hồi chín chập đó là lấy theo cái phong cách của tam luân cửu chuyển ở ngoài miền Trung biểu ra, và khi tiếng hát là người nói ra là cái chữ nôn. Nhưng mà nghe lại của ba hồi chín chập khác hẳn của tam luân cửu chuyển. Điều hai bên đều có hai cái trống đánh một lượt với nhau, và những cái hồi trống nó nhiều cái nét nhạc nó trở đi trở lại, chẳng hạn như những cái tiếng trống mà tiếp mà không có cái máy để mà quay truyền hình cho có thì quay cái em coi thì hai cái trống là hai người đánh ăn với nhau không thể tương đương được, mà rất là phức tạp, cái tiếp tố phức tạp lắm mà rất nghe rõ. Tăng luân cửu chuyển bài đầu tiên. Ngoài ra nó có những cái bài nhạc thế là phụ họa theo những điệu múa trong cung đình hoặc là những tiết tấu riêng, thì có ba cái bài thường thường người ta đánh chung với nhau đó là bông mã vũ y man. Bông cái bông đó, hỏi thăm mấy cụ, cái cụ đó không biết tại sao cái mình bông, bởi vì bông nó có hai nghĩa, hoặc là để phụ họa theo những cái điệu múa bài bông. Mà bông cũng có cái nghĩa là trong cái tiếng trống cái bông bồng và bông bồng và bông thì khác nữa. Rồi còn cái mã vũ thì là biết, cái gì mã vũ là múa của con ngựa. Nhưng cái bài múa con ngựa là thật ra là để phụ họa cho cái bài múa lân chứ không phải là múa con ngựa. Mà lân đó, thì con lân của Việt Nam đó, nó không giống con lân nhiều mà nó giống như con sư tử. Tức là nó không phải có con lân là có một cái sừng ở giữa, còn con lân này nó lại có hai cái sừng. Con lân của Việt Nam đó là con lân có một cặp, lân mẫu xuất lân nhi, tức là lân mẹ sinh lân con, thì có một cặp vợ chồng được con lân đực của lân cái đi chơi, rồi thì sau khi đi chơi múa thì mã vũ xong rồi thì con lân cái bị đau bụng nằm lăn qua cái con lân đực chạy xung quanh ra, cái thì coi chừng con lân cái sinh ra được lân con, sinh tại sân khấu, sinh ra lên con nhầm lắc qua lắc lại múa theo cha mà mẹ mà không chưa biết múa nằm lúc lắc không, rồi thì lên mẹ để liếm con lên cha rồi dỗ về, thì cái nhỏ lăn qua lăn lại cũng lắc lắc được nó múa, thì người cha dạy nó múa theo cái điệu múa, nó múa được xong rồi nó nhảy lên lưng cha đó, cha nó cõng nó đi vô, thì cái đó là hết cái điệu múa lân. Thì thành ra cái lân mẫu xuất lân nhi là cái điệu múa lân của Việt Nam đó. Nó rất đặc biệt, nó không phải là con lân mà mấy em thấy ngày Tết là con lân múa theo Trung Quốc đó,
tức là con lân Hồng Kông, con lân Đài Loan, con lân Singapore, con lân Chợ Lớn, mà con lân nó bây giờ múa ở đây là múa được nhiều ngày, ngày Tết nào thấy thì lân múa mà múa được hay, à, lân trâu đỏ, lân trâu trắng, lân này kia thì ra múa, thì con lân này là múa theo cỏ, nhảy phóc lên cao rồi, có khi người ta để tiền lên cao rồi leo lên cây đất tiền rồi cái nhảy xuống, thì cái lân đó là cái lân thầy nói là cái mình dịu võ dương quay rất đẹp rất hay, nhưng mà nó không có được cái tinh thần như của lân Việt Nam. Lân mẫu Phụng Nhi là tượng trưng cho cái tình vợ chồng đồng thấm. Con lân được thân thái đi ra một mùa múa một lượt, rồi khi con lân cái mà nằm chuyển bụng nằm xuống rồi lăn qua lăn lại, con lân được không biết làm gì chạy vòng giống như là đàn ông mà khi vợ đi vô nhà xanh rồi cái phần sau đứng ngồi ngoài chạy vòng vậy. Thì là tất nhiên lân mẫu xuất lân nhiên nó sanh ra được rồi đó. Thì cái hay nhất là hồi con lân cái mà nó múa đã có đeo con lân con trên mình, không biết đeo chỗ nào, rồi thấy đưa xuống nhảy qua nhảy lợi ra tới đâu rồi đi, thì ngồi nằm xuống lăn thì lọt ra con lân con sanh ra phía sau. Thì con lân con là một người múa, một cái người mà trẻ tuổi, một cô bé mà nhiều chừng 15, 16 tuổi. Còn con lân được thì lân mà một cái là mỗi con lân hai người múa, thì múa điệu lân nó có 5 người. Thì cái điệu múa lân đó là đánh theo cái nhạc tả vũ. Thì nhạc tả vũ nó trở đi trở lại không công. Rồi cái mang này đó thì người ta nói là mang là người, không phải là người dân Việt Nam, là người mang sợ đó. Tức là mang nó là mang tấn cống, tức là cái nước và thiểu số đi tới để mà triều cống người Việt Nam, thì cái điệu nhạc nó khác. Thì ba điệu đó là ba điệu mà thường thường người ta đánh liên tục, bông, mã vũ, ngoan và ba cái bài trống để mà đánh cho nghe chơi liên tục cũng có múa. Thì cái điệu đó là một trong những điệu trong. Ngoài ra nó có những điệu khác, tam xiên hộ ngạn, thì cung nam, rồi múa nó có biết bao nhiêu điệu múa. Múa phiến vũ tức là múa cái quạt, phiến là cái quạt, là múa quạt đó. Thì múa quạt là múa trong cung cung chúa, khi mà nó khí cung chúa thì múa phiến là phiến vũ. Rồi nó có múa kiếm, và múa kiếm là thuộc lại cái tích và trưng vương xuất sắc đó. Tức là trưng tắc cái chương nhị, mà múa kiếm để mà tập cho cung nữ đánh được tô định ngày xưa. Thì cái múa kiếm cũng là một cái đặc biệt của Việt Nam, và đặc biệt thích là múa hoa đăng. Hoa là bông, đăng là đèn. Múa đèn thì có bông, tức là mỗi một người múa cầm hai cái đèn, mà hai cái đèn đó là hai cái đèn nến, đèn cây đó, nó lung linh ra vậy, vừa chạy vừa đi vừa múa trên cái đèn nó như thế. Rồi thì là khi xếp hàng trả lời đó thì nó có cái chuyện mà sắp cái hoa đăng đó múa chọc chất lên, một cái người khác nhảy lên một đám phụ nữ đó nhảy lên trên lưng người khác, nhảy lên các bà bốn tầng như vậy để làm hoa đăng. Mà hoa đăng múa rất đẹp, là bởi vì để cho ánh sáng lờ mờ thì có cái đèn đến rồi rọi đi, thì quần áo mặc đẹp. Thì cái múa hoa đăng đó đặc biệt của người Việt Nam, mà không thấy mấy cái điệu thu đình khác có cái điều đó. Thì cái điều đó khi mà nước sơn Việt Nam có gửi còn phái đoàn đi qua bên Nhật Bản và dự hội nghị, thì người Nhật Bản rất quan tâm, quan tâm nhất là cái múa hoa đăng đó, người ta phải chụp ra một chương trình để nhận mà phát ở trên cái đài truyền hình Alaska bên Nhật Bản, và tàn trữ những thương điệu đó để ở trong bảo tàng viện và ở trong viện nghiên cứu của trường đại học Osaka, là một cái tỉnh ở Nhật Bản ở gần cái bờ biển ở miền dưới Tokyo. Thì tất cả cái điệu múa đó là nó cho nó dạng đại nhạc mà đánh theo, cái múa tứ linh. Của tứ linh tức là bốn con thú mà long lân quy phụ, tức là con rồng, con lân, con rùa và con phụng. Mà đặc biệt có cái điệu múa của phụng không đó là phụng vũ, tức là múa con phụng chi phụng. Mà múa phụng vũ là múa hơi là giao duyên có tình, bởi vì có hai con phụng, một con phụng trống và con phụng mái, tức con phụng trống cho một phụng và con phụng mái cho một hoàng, phụng hoàng, là con hoàng là con mái. Cho nên nhiều khi phụng cầu hoàng là con chim trống đi tới đây để mà là tỏ tình với con chim mái. Thì cái điệu múa đó là do nơi trong triều đình múa và cái đội gọi là đội ba vũ ở trong quân Việt Nam, đội ba vũ múa như vậy. Thì có cái dàn nhạc đại nhạc của hoàng, mấy em muốn đọc cho rõ thêm chút nữa đó,
thì đọc cái cuốn của Lại Thủy, Trần Đăng Kiều Lại Thủy, mà viết ra cái cuốn là nhạc cung đình Huế, bởi vì cô chưa vô nhạc cung đình Huế là nghiên cứu cái đó, thì trong đó chẳng những có cái mấy tả mấy dàn nhạc, cái điệu múa mà nói luôn cả để đăng những bài ca hồi xưa, những cái bài đó là đã quy định được cái trong Đại Nam Hội Điển Hiền Lệ, mà nhất là cái thời kỳ Minh Mạng chính yếu, cái đó ghi lại là bắt chước theo người Trung Quốc, tức là đặt bản đồng đặt bài ca, mà nó có một cái chữ cuối cùng tên bài ca, nó có một cái chữ rất là quan trọng, chẳng hạn như trong bài ca cho nếu vô Khổng Tử thì luôn luôn có chữ văn, có chữ văn đó. Rồi khi mà cho nhà vua thì hoặc là nó có những cái chữ gọi là những chữ quà bình đó, hay là những cái chữ mà tôn trọng nhà vua, nó là chữ khách, hay là những chữ khác, những cái chữ gì đó, nó có một đặt ra một cái gì, thì cái tên đó, một số tên bài hát là nhà vua phải có cái chữ đó. Thì nói như vậy để là mấy em thấy là không cần mấy em biết lắm, nhưng mình chỉ cần biết là khi nhạc lễ nó có hai cái là đại nhạc và nhã nhạc. Nhã nhạc, nhã là nó đẹp đẽ, nó phục vì cái điều quý phái, nhã nhạc. Nhã là thanh nhã, nhã nhạc, chữ nhã đó. Thì tên nhã nhạc là nhạc, có thể nhạc, có thể kêu bằng tiểu nhạc. Bởi vì đại nhạc là có lớn, tiểu nhạc là nhỏ. Nhưng mà đại nhạc và tiểu nhạc nói là hồi xưa thì đại nhạc tiểu nhạc, chứ bây giờ nó cái dàn nhã nhạc đông người hơn là dàn đại nhạc nên thôi. Nhã nhạc có thể kêu một tiểu nhạc, và có thể kêu một ti trúc tế nhạc. Tế là nhỏ, tế là tinh tế, tế bào, tế đó chứ không phải là tế, là tế lễ. Thì ti trúc tế nhạc, ti là tơ, trúc là tre, là trúc là trong dàn nhạc có những cái đàn ti tơ và sáu trúc. Thì trong cái dàn nhã nhạc đó, sẽ kêu một tiểu nhạc, có thể kêu một ti trúc tế nhạc. Mà thường thường bây giờ thì ta kêu thành dàn nhã nhạc. Thì trong nhã nhạc đó mấy em thấy là có một cái tiếng sáo, là hai cái ống sáo hoặc là bốn cái ống sáo. Rồi có những ti tơ là một cái đàn tỳ bà, trước mấy em có thấy cái đàn tỳ bà, đàn bầu dục. Em thấy cái đàn nguyệt là cái đàn hình tròn. Hồi nãy có một em lên nói là thấy có cái đàn hình tròn mà cái cần không biết kêu một tên gì. Thì hôm trước bữa thầy Vĩnh Bảo vô đây có đem hai cây, thì bữa thầy Vĩnh Bảo, thầy đừng là Vĩnh Bảo đầu tranh, thầy đừng tức là cái đàn có hình tròn, có cần dài, thì đàn đó là cái đàn nguyệt, trong Nam thì gọi là đàn kiềm, nhưng mà ở miền Trung trong cái dàn nhã nhạc thì kêu là đàn nguyệt. Rồi nó có cái đàn nhỏ là cái đàn tam, xíu lên rồi cho em coi, tam là ba, tức là lần có ba dây. Rồi ngoài ra nó có cái lần nhị, lần cò, là hôm trước cũng có đem vô bên đây cái lần nhị. Thì bữa mà nói chuyện gì nhạc hát bội đó, có đem vô lần nhị. Mà ngoài ra nhạc nhạc cũng có dây đó, tức là lần tỳ, lần nhiệt, lần tam, lần nhị. Còn có ba cái bộ gõ tức là một cái trống bạc, một cái trống một mặt cầm trên bộ gõ lắm thế này. Một cái nữa là tam âm la là một chiếc vàng, một cái giá, trên đó có ba cái thanh la nhỏ, ba dòng khác nhau gõ lên đó để mà đánh theo tiếng nhạc, đánh theo tiếng bài nhạc. Rồi có một cái nữa là phát tiền, tức là xin tiền. Hôm trước mấy em thấy cái xin tiền ở đây nó có ba miếng mà cô sĩ quan có đem vô rung cái đồng tiền kêu lắm. Thầy có nói là cái nhạc không một nhạc cụ mà có ba chức năng, tức là gõ, cọ quẹt và rung, thì đó là những nhạc cụ trong dàn nhã nhạc. Tối thiểu thì thường thường có là hai cái sáo, một cái đàn tỳ bà, một đàn nguyệt, một đàn tam, một đàn nhị, một trống bạc, một cái phát tiền và một cái tam âm la. Thì thường thường nó có 9 người là tối thiểu, nhưng mà mỗi một nhạc cụ có thể có hai người, tức là hai đường nguyệt, hai đường nhị, hai đường tam, và
mình đi vào thì thường thường thấy có một cái thì số lượng nhà cụ là không có quá 19-10 người dàn nhã nhạc như thế. Dàn nhã nhạc thì có nói là hồi trước khi mà Quan Âm đánh thắng Thắng Đa rồi 1789 có gửi một cái phái đoàn để mà như là gây cái sự hòa hảo lại giữa nhà Thâm và Việt Nam, thì cái dàn nhạc đó đi qua ở triều đình bên Trung Quốc, được cái ông sử gia bên Trung Quốc ghi lại là có một dàn nhạc ở nước An Nam, tôi có kêu bằng An Nam Quốc Nhạc, tới qua tới năm 1804 khi mà vua Gia Long lên rồi vua lên ngôi 1802, thì năm 1804 nó dàn nhạc nó đổi tên là Việt Nam Quốc Nhạc. Thì ghi lại cái số những nhạc cụ mà có ở trong dàn nhạc đó là dàn nhạc nhã nhạc đó, thì đại khái là giống như bây giờ, y như bây giờ. Mà bây giờ cái dàn nhã nhạc ở còn lợi vậy mà đánh những bài nhạc của Việt Nam ngày xưa đó cũng gồm ra có hai cái sáo và những nhạc cụ mà thầy mới nói cho mấy em nghe đó. Thì trong nhạc cung đình có hai cái quan trọng là đại nhạc và nhã nhạc. Và đại nhạc cái tâm hình cứu chuyển thì nó lâu lắm, đánh lâu lắm, đánh hay nhiều cấp đánh ba hồi xong rồi thì có những hai cái cấp đánh tung 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 tung. Ngoài ra nó có những điều nhạc khác, bây giờ để cho mấy em nghe ba cái liên tục là bông, mã vũ, lại viên mang. Thank you.
từ sàn cống sự sàn xe cống sàn cống sàn xe cống cố cái cống liễu sàn xe sàn xe sàn xe cống cố cái cống liễu sàn xe cống cống liễu sàn cống cống liễu sàn xe tan sự sàn xe sàn Thank you.
bao nhiêu. Rõ ràng như bây giờ
nhưng mà có nhiều cái điểm thay đổi cũng hơi sai. Chẳng hạn như thầy thấy ở Hà Nội, ở Hà Quế, khi mà làm cái điệu phụ vũ là con phụ múa thì luôn phải lần nhị và cái tiếng sáo trước cho cái tiếng con phụ, rồi thì cái điệu nhạc phải cái tiết tấu ti là đi nâng đi ti là đi ti là đi nâng đi ti là đi ti là đi nâng 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 đi là tăng tăng tinh đi là đi. Thầy mới hỏi tại sao mà mình sẽ không có vậy, nó chậm lần cho múa nó dễ dàng, nó cũng đưa cái chân ra cái đầu nó lắc. Nhưng mà thầy thấy cái này không phải một múa, cũng không phải xương của múa đi. Đi là tăng tăng tinh đi là tinh đi là tinh đi là tinh đi là tinh. Bây giờ con phụ què, không phải múa. Rồi bỗng nhiên là thêm cái chuyện nữa là đi là tinh 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 đi là nó tiếng đồng tam là cái gì đấy? Bởi vì nó tiếng đồng tam vô không phải tiếng phụ, mà nó đến hợp âm thì phụ ngày xưa nó có biết hợp âm đâu, mà hợp âm nó vô để làm chất lợi gì đâu, này không phải lợi gì hết, mà nó vô nó khá lắm. Thì thành ra cái thầy vừa đó, cái lần đó thầy cũng hơi khó xử, và bởi vì đối với người nhạc sĩ Việt Nam mình cũng dám nói ngay sợ nó có thật hết lòng. Thì nói dạ thưa, cho tôi nghĩ rằng cái tiếng đồng tam này nó không có công dụng gì lắm, thôi để xin phép cho bớt cái đồng tam này đi, để cho còn tiếng sáo chứ đừng còn múa. Nhưng mà cũng may là cái ông nghiệp ổn đó, ông bên đầu mời thầy ở lại, mà ông có thể điện tôi mời giáo sư Trần Kỳ ở lại. Nếu giáo sư Trần Kỳ nói chính xác thì tôi mời, nói không chính xác tôi không mời. Thì có cái đó, nếu mà thầy không chính xác thì tôi bị dẹp tiền, khỏi có đi ra bên, khỏi đi qua bên nghiệp ổn. Do đó mà cho nên thầy kỳ đó nó có nhiều cái chuyện khó, là dàn nhã nhạc cho người ta là được không. Bỗng nhiên để cho một con gái mặc áo thiệt đẹp hội một miệng ngồi đến tam thập lục không phải cái đàn Việt Nam, cái đàn của Trung Quốc đưa qua Việt Nam bây giờ mới đem ra, là để được mà tánh để mà đem phụ họa theo những chuyện khác. Trong dân gian có chơi có, trong dân ca có, trong nhạc mà nhạc mới có, trong những nhạc gì nó đi đẹp thì nó có. Nhưng mà trong nhã nhạc ngày xưa trong cung đình đâu mà có mùa tam thập lục của cô gái ngồi chính giữa mấy cô nói. Có một cái con gái thì đẹp, cái biết cụ già thì già quá, giống như cái lá cây thành cổi để con qua cái gì cho đẹp, cho nó đẹp mà nó không chính xác. Việc bổ nó không cần cái đẹp đó, nó cần chính xác. Thầy nói bây giờ thôi chịu khó để khi khác con nào chính xác để cho nó chính xác, chứ đừng cho cô này anh đi dẹp cô nó đi, cô buồn rồi. Đừng bầu ở trong nhà nhạc để nó được, cứ đừng bầu có nhạc đừng bầu thì đừng tập tốt, đừng bầu đừng chơi nghe giờ dần thành to lớn một lần hay không cần to lớn. Nó nhỏ mà nó chỉ rất là hoàn hảo, đem về bên kia mà không được bắt là bởi vì điều kiện chứ không được nghiên cứu. Sau khi mà tôi ra không rồi tôi mua nhạc nhạc cho tiền để mà sửa lớp rồi kia thì đưa qua thầy, lúc đó thầy đi nhiệm vụ đi qua thầy làm cố vấn, mời những ông công chúng ăn gặp rồi khi vô thì nó lấy con người cái bọn mà ba mươi mấy em đi, thành ra thì nó luôn phải bắt buộc phải nhận như thế để còn ai nữa, để thầy có một lớp tập ra để nó có những bộ trò đưa ra để mà dạy nắm được cái tiết lập mà mấy ông cụ nhiều lớp đi nuôi hình rồi một lời tính của bài giải nhạc kia như ngày xưa. Nhưng mà cái chuyện khi đời chơi rồi nó bằng áo và áo đu tôm vô thì đời nhạc đường giao hưởng bên đây nó đời rất rành, mà giao hưởng bên đây nó khi mà thầy tới chỗ mà thì trước tổng khổ của những cái giao hưởng và những bài nhạc bên đây, thầy mới hỏi với người hiệp hội trong này có bao nhiêu tổng khổ. Họ nói dạ chúng tôi có chừng 5.000 tổng khổ, 5.000 tổng khổ những cái bài này bài kia này đó. Rồi lại tới nó xem cho quần áo mà chứa để trong mua điệu múa của mình, nó đưa cho trong này có bao nhiêu bộ quần áo này, và trong này tôi chứa được chừng 30.000 bộ đồ của rồi từ xưa tới bây giờ để lại. Thì người ta cái mới thì người ta mới vô cùng nhục bổ mà đi ra đơn piano cũng hơn người ta, vô lông có thể hơn, đi thi được quốc tế sáng tác cũng thể hơn. Nhưng mà tới trường giả nhạc, tới trường hát nô, tới trường Campuchia, người ta giữ thiên kỷ thì không có thua gì ngày xưa. Thì điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ, mà cái điều này là nói với em nghe chơi nhưng mà mình có hơi tiếc chút xíu với em nghe thôi. Cái điều nhạc này là có lẽ một phần trăm mấy em chưa có bao giờ mấy em được nghe như thế này, mà nghe chưa đủ em thấy là em thấy nghiêm.
mà cho này tiếp mà cái này cũng có cũng mong video cũng nhiều mẫu người sau là chúng tôi còn ở đây, nhưng mà đưa cho mấy em qua một chiếu lên lớp thì tự nhiên mấy em thấy cái nhà công trình nó ra thì mình thấy rõ ràng, mình nhận thức rõ ràng, mình hiểu nó được rồi, mình biết nó rồi, mình làm quen nó rồi, mình biết thương nó chứ, mà mình thương nó mình bảo vệ nó chứ, thì thành ra cái điều này là một cái điều gì mới đưa cho mấy em thấy một chút xíu cái gì của chúng ta đã có. Thì mong mỏi là có lẽ là một lần sau nếu có cái dịp nào mà thêm một cái khóa nào khác nữa thì tôi sẽ yêu cầu có những cái phương tiện chính trị cho nó phù hợp với cái đời sống nghề ngày nay, tức là chịu khó phải có một trang bị một cái chỗ để mà phóng ra những bản thân video cho nó cùng hết tất cả các em coi được, thì các em nhìn thấy và nghe được chuyện đó có lẽ là cái lĩnh hội nó sẽ mau hơn. Thì hôm nay tới đây là hết giờ, hết giờ mấy em hỏi con để trên đặt những câu hỏi vậy thì mấy em đi trước đi, thứ ba tuần tới nó sẽ ôm lại và đặt những câu hỏi. Không vợ không đưa được tam đi đi quen cho đi được tam tới đem điều kiện quá đem cái mặt nhanh đó gia tự nhanh đó, phía sau thì là gỗ, phía sau thì cũng là gia tăng nữa, ngày xưa phía sau cũng là gia tăng mà bây giờ nó là gỗ thì cần có cái chính tiền nhưng mà vô lên thì cái đường tam rồi cái này chỗ này nó có con ngựa để là đi dây lên. Bây giờ đời này không còn ai biết đời nhiều lắm, chỉ có Nhất Dũng là đời giỏi nhất thôi. Nhất Dũng bây giờ là thế đó, thì cái đời này nó có cải, cũng có vi. Lên dây đó, nó có hai ba cái tên dây, hoặc là khoảng năm, hoặc là khoảng tư, khoảng năm. Nhưng mà chung quy cũng được khoảng tư chứ khoảng năm, bắt đầu khác hết. Rồi bây giờ thì ta chỉ tính như thế này nè. Họ C, họ C, họ C. Rồi đến như mà lưu vĩ thì họ là họ sư sang, C sang họ là họ sư sang vậy nè. Cái gì nó hơi lạ, thành ra cái chiếc sang nó đứng ngay cái tiêu mà nó không có. Bước đầu để mấy em làm quen được cái âm nhạc dân tộc. Giờ hẹn mấy em thứ ba lại.